Xin chào bạn Phong, bạn Phú. Xin chào bạn. Hôm nay các bạn đang làm gì đây? Xin chào bạn. Đây là bạn Phong nhá, còn đây là bạn lớn là bạn Phú này. Phong mấy tuổi nhỉ? 5 tuổi. Phú mấy tuổi? 3 tháng là bé nhất. Rồi, thì hôm nay hai bạn sẽ vẽ xe tăng nhé. Bây giờ bạn Phong vẽ cho bố cái xe tăng cho các bạn xem nào. Phong bắt đầu vẽ xe tăng đấy. Bánh xe tăng à? Chắc này đây là xe tăng 4 xít mà. Xe tăng 4 xít à? Phong học, Phong học ở trường mầm non gì nhỉ? Hòa Phượng, Phú. Con là Hòa Phượng. Con Hòa Phượng. Đây, các bạn nhìn nhé. Bạn Phong đang vẽ cái xe, xích cái xe tăng này. Phú là ở trường này nhỉ? Phong vẽ rất nhanh nhé. Phú vẽ gì đấy? Xe tăng. Phú vẽ xe tăng. Xe tăng có nhiều súng. Đấy. Xong bắn chết xong. Đấy, Phong nó vẽ súng xe tăng đấy. Này, đây, ăn đi. Phú, xe tăng của Phú đâu rồi nào? Đây. À, đẹp hết. Cái mắt xe tăng này à? Đúng không, phải không? Đâu? Đây. À, đây là cái đầu xe tăng đúng không? Đâu, súng trên đầu. À, súng trên đầu à? Ra của khác cái này là bắn súng lên đây, bắn lên đây, cháy luôn. Đâu? Nên lúc nó ra để bắn đấy. Bên này cũng có súng nhá. Thế nào? Đấy là cái gì đấy hả Phong? Em chắc cũng vẽ súng ở đây ạ. À, chị vẽ súng đấy à? Súng đấy à? Nhiều súng nhỉ? Đây có một súng không phải mắt. À, đấy là súng là mắt đúng không? Mắt. Mắt đâu ở cái này. Đấy, đâu, con đâu? Đâu? Đâu bức tranh của bạn Phú đưa ra nào để cho các bạn xem nào. Úi dồi ôi, bức tranh của bạn Phú đẹp thế nhỉ. Úi dồi ôi, xe tăng của bạn Phú đẹp thế. Nào, cảm ơn bạn Phú nhá. Cảm ơn.
Để tí các bạn xem kết quả của bạn Phong ấy nhá, gần xong rồi đấy. Đâu xe máy đâu à đâu ờ ừ, rồi ok súng đấy rất đẹp. Đây là video hướng dẫn các bé vẽ xe tăng nhá, được thực hiện bởi bạn Thanh Phong và bạn Trọng Phú nhá. Xe tăng này bắn máy gì con? Bắn máy bay không? Đấy con vẽ. Đấy là con đang vẽ máy bay đúng không? Chết rồi, nó bắn phát đạn đây rồi, máy bay chết rồi. Ờ, giỏi chết nhỉ? Chết rồi, máy bay chết rồi. Ờ. Sắp bay xuống ngã bùn rồi. Con cái súng to này vừa bắn cả. Ừ. Đâu? Giật giật biết. Đây súng này. Giật giật biết. Giật giật biết. Đâu? À ồ, chú vẽ đẹp thế. Giật giật biết đấy. Chưa. Giật súng này ra là biết. Đâu? Đấy, chúng ra điện nè. Ừ. Bắn điện. Ừ. Đâu? Tên lửa. Ừ. À đúng rồi. Tên lửa điện đấy. Tên lửa điện hả con? À. Bùm bùm bùm. Xe tăng là biết. Xe này có lúc cái xe của nó đi. Chứ không thể bây giờ điện này à? Ơi à súng đấy. Súng đấy, ấm lòng nguyên đạn cho. Tôi
anh là xe anh được. Bố xe này bắn xăng xe này như xe này bắn xăng xe này rồi. Ừ. Bên đất nó thì to này rồi. To này thì nó này chở bên đất đến đây là bắn. Thế bố là thích con này. Đã xong bức tranh như con. Chắc là gần xong rồi. Anh Phong bức tranh anh Phong. Gần xong rồi. Đâu bức tranh của em Phú đâu? Ui bức tranh em Phú đẹp thế nhỉ, có mỗi một cái súng thôi. Mỗi là súng nhu. Bố đi là đó rồi. Hay là vẽ cái này. Bây giờ bạn Phong đã vẽ xong chưa nhỉ? Xong rồi. Rồi bây giờ bạn dơ tranh cho các bạn xem nào. Con để trước ngực nhé. Để thấp luôn tí để cho các bạn xem. Đây Phú sẽ quay. Sẽ quay nhé. Các bạn chiêm ngưỡng bức tranh của bạn Phong này. Đây là xe tăng bao nhiêu súng con nhỉ? Không biết. Xe tăng rất nhiều súng. Một tỷ súng. Một tỷ súng. Xe tăng Việt Nam một tỷ súng. Rất đẹp nha. Thế còn đây là đâu bức tranh của bạn Phú đâu? Phú đâu? Cho các bạn xem nào. Ôi trời ơi bức tranh của bạn Phú đẹp thế nhỉ. Đây này các bạn xem nha. Nào. Ui xe tăng của bạn súng 2 súng. Xe tăng 2 súng nha. Nào. Xe tăng 2 súng bắn được không? Thôi các bạn là... Chào các bạn, để các bạn đi ngủ nào. Chào các bạn. Xin chào bạn Thanh Phong, bạn Trọng Phú nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.